Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người ghé thăm kênh Trúc Lê Family Cuộc Sống Mỹ. Mọi người khỏe không? Chúc kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì hôm nay này các bạn, rồi mình lên cái nhà hàng cũ mà mình bán cho người ta để mình lấy cái hồ sơ mình về mình khai thuế. Thì đây là bún thịt nướng mà trong nhà hàng cũ của Trúc nè các bạn, nhìn thấy hấp dẫn không? Đó, bún thịt nướng. Thì người làm trong đó là cũng là người làm của vợ chồng của mình lúc trước, thì họ mới làm cho hai vợ chồng mình hai hộp bún thịt nướng cũng như là ổ bánh mì. Thì đây ổ bánh mì trong tiệm của Trúc nè các bạn, hồi xưa chứ bây giờ bán cho người ta rồi. Đây đó, bà nhìn thấy hấp dẫn không? Thì ổ bánh mì này là lúc trước tiệm của Trúc bán là 7 đồng không anh? Tiệm Trúc bán ổ bánh 5 đồng rưỡi. Lộn, sorry, 5 đồng rưỡi các bạn. Đó, bán cho hoàn toàn là cho người Mỹ thôi. Còn cái hộp bún thịt nướng là bao nhiêu quên rồi? 9 đồng. Hộp bún thịt nướng như thế này là tiệm Trúc bán 9 đô này các bạn. Đó. Nhưng mà lúc anh vô là anh giờ anh bán 11, 12 đồng. Thì lúc mà Trúc mua cái tiệm đó là bán cái hộp bún thịt nướng là 9 đồng. Nhưng mà khi mà Trúc vô Trúc lên cái tiệm đó trong vòng 2 năm á, thì Trúc bán cho nâng giá cao lên, thì hiện tại bây giờ là 11 đô một hộp giống vậy này các bạn. Thì nói chung là Trúc bán chủ yếu là người Mỹ không à. Họ order không? Đó. Bạn. Rồi đây là chả giò. Chả giò trong tiệm của Trúc luôn nè. Đó, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Giờ mình ăn nửa ổ mì mình coi thử nó ngon không? Mình review cho các bạn. Nhìn nè các bạn, nhìn hấp dẫn không? À, xin mời các bạn nha. Hết sợi. Chả mì trong tiệm của mình. Bây giờ tiệm người khác rồi. Các bạn biết không, hồi lúc trước á, có một người Việt Nam tới tiệm của mình mua ổ bánh mì. Xong ổng nói là tại sao tiệm người ta bán ổ bánh mì có 3 đồng, bánh mì baguette á, 3 đồng hay 3 đồng rưỡi mà sao tiệm mình bán tới 5 đồng rưỡi vậy. Xong anh nói sao anh? Anh hỏi sao mà đến đây mua? Xong chồng của chú hỏi là tại sao anh đến đây mua chi vậy? Trên kia rỉa sao ông mua? Cái ông nói là bánh mì ở đây ngon hơn. Bánh mì rồi làm ổ bự, ăn không hết luôn. Nghe các bạn, thế cũng là nói qua, nói lại, nói ngược, nói xuôi là cũng vậy thôi. Nói chung là ổ mì của tiệm chú á, chú đặt bánh mì Pháp đó các bạn. Thì cũng rất là ngon luôn. Ngon. Thật ra bây giờ tiệm neo của Trúc mẹ nữa các bạn, mình nghĩ là nhu cầu của người ta ăn là người ta ăn, và nhu cầu người khách tới tiệm mình làm mắm là họ bắt buộc họ làm là họ phải làm thôi. Cho dù mình làm giá cao thì họ cũng phải làm, mà họ làm mình làm giá thấp mình thì họ cũng tới làm thôi. Cho nên là mình nghĩ là mình phải lấy khách giá cao. Bây giờ các bạn biết không, hôm nay Trúc sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện mà xảy ra trong tiệm neo của Trúc. Thì có một người khách vào tiệm của Trúc đó các bạn. Thì Trúc muốn hỏi là bà có tin là Covid-19 là có thật hay không? Thì bà có nói là bà rất là sợ Covid-19. Hiện tại bây giờ là 4 tháng nay bà không có đi làm, ở nhà luôn. Bà nghĩ là Covid-19 là có thật, chứ không giống như những người ở Mỹ. Có một số người là họ không có tin là Covid là có thật. Và trong đó cũng có một số người Việt Nam của mình ở Mỹ cũng không tin điều đó luôn các bạn. Họ đi biểu tình, họ đòi được đi làm, rồi họ nói là họ cầu cho họ nhiễm cái con Covid-19 coi thử họ như thế nào. Thì những cái điều mà họ nói ra mình cảm thấy rất là thú vị đó các bạn. Rất là điên, rất là khùng luôn. Cái việc là ngu sủng. Ngu sủng, giống như là đầu óc của họ giống như là nó sao bệnh hoạn ấy, đúng không anh? Thì bà nói là bạn bà và gia đình của bạn bà, trong số bà biết là có 21 người bị nhiễm Covid-19 đó các bạn. Thì trong đó có 3 người chết. Rồi hiện tại bây giờ là có một gia đình gồm 5 người. Đó là bạn của bà ở trên San Antonio. Thì hai vợ chồng bị nhiễm Covid-19. Và kèm vào đó là có 3 đứa con dưới 10 tuổi cũng bị nhiễm Covid-19 luôn đó các bạn. Rồi bà nói là còn một gia đình là ở thành phố của Trúc luôn. Là ba chồng của bạn của bà cũng bị nhiễm Covid-19, cho nên là mẹ chồng cũng bị nhiễm luôn. Thì người ba chồng của bạn bà 77 tuổi và mẹ là 70 tuổi và hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện để mà thở ống thở, và nó rất là nguy kịch. Thì Trúc mới hỏi là hiện tại là họ nằm trong bệnh viện là bao nhiêu ngày rồi, thì bà nói là 14 ngày rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, có nghĩa là trong cuộc sống của mình
diễn ra mà mình cảm thấy là mình cảm thấy rất là sợ hãi luôn. Nhưng mà vì cuộc sống mình đi làm thì mình phải cố gắng mình đi làm thôi. Cho nên là tiệm của Trúc á, tới hiện tại bây giờ thì rất là vui và cảm tạ Chúa và cầu nguyện mỗi ngày luôn các bạn. Gia đình Trúc cũng giống như là những người thợ trong tiệm của Trúc hiện tại thì bình an, sức khỏe tốt. Và những người khách bắt đầu mở cửa tiệm thì họ trở lại, rồi bây giờ họ trở lại thì họ cũng không có bị nhiễm Covid-19. Hiện tại là mình chưa có thấy điều đó, cho nên là mình cũng cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Và các bạn cũng biết là chính vì mà cái khu Trúc ở, họ có ý thức là Covid là có thật, cho nên là tất cả mọi người ai cũng đều mang khẩu trang. Và Trúc nghĩ là mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên và sát khuẩn tay là cái điều ba điều quan trọng nhất mà mình còn phải làm trong cái thời gian này để giảm bớt được cái tình trạng mà mình có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đó các bạn, đặc biệt là mang khẩu trang đó. Thì sau vài phút chia sẻ thì Trúc hy vọng cái video này hữu ích cho tất cả mọi người. Trúc cầu mong mọi người được bình an và hy vọng nước Mỹ cũng như là trên toàn thế giới luôn có cái vaccine để phòng ngừa Covid-19, hay là có thuốc đặc trị để mà điều trị Covid-19 cho mọi người yên tâm hơn. Chúc xin chào tất cả mọi người. Chúc sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Xin chào, bye bye.